Sau đây mình xin giới thiệu các bạn một siêu phẩm đồng hồ thông minh có đây, như các bạn thấy trên hộp này nó có tích hợp này, cảm biến nhịp tim này, nhiệt độ này, lượng calo đốt cháy này, bước chân, định vị và nhận cuộc gọi, thông báo gọi cho các bạn nhé. Đây là một cái dạng đồng hồ giá rẻ nhưng mà nó tích hợp tất cả các cái chức năng của một đồng hồ thông minh bình thường nhé. Đấy, rất là đẹp, nhưng mà chiếc Apple Watch rồi nha các bạn. Và này phần cảm ứng này, đoạn vuốt này sẽ chuyển nhé, các cái cài đặt thì đây là cái sách hướng dẫn sử dụng nhé, các bạn về thì đọc qua sử dụng nó một cái đơn giản thì các bạn có thể rút nó ra nhé và có thể cắm vào cái đây là phần chân sạc này, các bạn có thể cắm vào cái cục sạc điện thoại này nhé các bạn, đó và sạc cắm sạc này, hoặc là các bạn có thể cắm vào máy tính của các bạn rất đơn giản.